Quý vị nghĩ rằng Minh Sư không có ước muốn sao? Nhưng tôi có ước muốn á. Tôi thực sự có một ước muốn, và đó là thế giới thuần chay, thế giới hòa bình cho địa cầu này. Ước muốn của tôi là giúp đỡ thế giới này tối thiểu để thăng hoa họ lên một tâm thức tự ái hơn, khai ngộ hơn, hạnh phúc hơn, thương yêu hơn, tử tế hơn và từ bi với nhau, với tất cả các chúng sinh khác. Tôi muốn mọi người suy nghĩ thận trọng trước khi họ muốn làm gì xấu đối với người khác, và chỉ muốn làm điều tốt cho người khác mà thôi. Đó là ước muốn của tôi. Thật sự đó là điều duy nhất tôi mong ước. Thậm chí tôi nói với thiên đàng rằng tôi không màng nếu tôi ở cảnh giới thứ 5 hoặc cảnh giới thứ 4 hay cảnh giới thứ 3, miễn sao tôi có thể tiếp tục làm việc để biến thế giới này thành thế giới thuần chay, thế giới hòa bình. Tôi không cần đẳng cấp nào cao hơn. Tôi không cần về nhà vũ trụ nguyên thủy. Tôi không cần bất cứ gì hơn là giúp muôn sinh trên địa cầu này. Nếu vì trợ giúp tha nhân mà phải nhận lãnh nghiệp chướng của họ, để rồi đẳng cấp tâm linh của tôi bị giảm xuống, thì tôi cũng không màng. Tôi nói với thiên đàng là tôi không màng đẳng cấp tâm linh của tôi bị giảm xuống, miễn sao thiên đàng đừng lấy đi tất cả các lực lượng tâm linh của tôi, để tôi có thể tiếp tục trợ giúp muôn loài. Tôi không màng và không cần quay về vùng cao nhất của thiên đàng. Tôi thương yêu và cảm phục quý vị, bởi vì quý vị chia sẻ vô điều kiện với cư dân địa cầu cần giúp đỡ, cho dù họ trong hình dáng con người hay là hình dáng động vật hoặc cây cối hay các chúng sinh khác. Giả sử chúng ta có tiền, thậm chí có đầy một bao kim cương, nhưng chúng ta bị lạc trong sa mạc, thì chúng ta có thể sống sót được không? Tất cả chúng ta đều yếu đuối và là nạn nhân trong thế giới này. Chúng ta phải nương tựa vào nhau để tiếp tục sống. Chỉ có điều là một số người kém may mắn phụ thuộc nhiều hơn trong một vài trường hợp hoặc tạm thời, cho nên chúng ta phải giúp đỡ họ để rồi họ dần dần tự lập trở lại và tự chăm sóc bản thân họ, rồi có lẽ đến lượt họ chăm sóc những người cần giúp đỡ khác. Đó là cách chúng ta nên sống đời của mình. Tôi cảm ơn tất cả các quý đệ tử và những người không phải là đệ tử của tôi. Tôi cảm ơn và tôn vinh bất cứ ai tốt với người khác. Chúng ta không sống lâu trên thế giới này, nhưng dù sống lâu hay ngắn ngủi thì cách mà chúng ta sống đời của mình mới đáng kể. Và đó là những gì chúng ta có thể mang theo mình sau cuộc đời này. Mọi thứ sẽ chiếu nhanh trước mặt chúng ta như một băng thu hình khi chúng ta vãng sinh. Đối với tất cả các quý đồng tu của Pháp Môn Quán Âm tu học với tôi thì có lẽ không như vậy, bởi vì tôi sẽ đến để lập tức đưa quý vị đến cảnh giới thuộc đẳng cấp tâm linh của quý vị. Tốt nhất là tôi đưa quý vị đến cảnh giới thứ 5, nhưng dù đẳng cấp tâm linh của quý vị chưa đến thì sau này quý vị cũng sẽ từ từ đi lên. Tôi muốn nói với quý vị về cảnh giới thứ 4 và cảnh giới thứ 5, bởi vì nhiều quý vị luôn luôn hỏi: Sư phụ ơi, chúng con có thể lên vũ trụ nguyên thủy được không? Đó là nơi chúng tôi, Tin Cô Tu, các vị thiên đế của vũ trụ nguyên thủy làm việc. Những chúng sinh ở vũ trụ nguyên thủy được tạo ra trong sự thuần khiết và có thể ở lại trong đó. Quý vị vẫn còn tới 1% ngã chấp, cho nên quý vị không thể lên đến vũ trụ nguyên thủy, bởi vì quý vị không có mục đích gì ở đó. Quý vị sẽ hỷ lạc và sung sướng suốt ngày trên cảnh giới thứ 5, nhưng thậm chí vẫn còn 1% ngã chấp để nhận thức và vui hưởng cực lạc hạnh phúc ở đó. Cảnh giới thứ 5 được tạo ra ở bên ngoài vũ trụ nguyên thủy, mặc dù còn ở trong thế giới bóng và không thể được tính như vũ trụ nguyên thủy,
Nhưng cảnh giới thứ năm là cảnh giới của cực lạc tâm linh và hạnh phúc vĩnh cửu. Và quý vị vẫn có thể cảm nhận gần giống như con người ở đây, bởi vì quý vị vẫn còn lại 1% ngã chấp để có thể cảm nhận được. Bằng không, các vị minh sư từ cảnh giới thứ năm sẽ không bao giờ đi xuống thế giới này hoặc thế giới khác để giúp đỡ bất cứ ai, bởi vì các ngài sẽ không cảm thấy buồn hoặc khổ từ bất cứ ai. 1% ngã chấp là sự kết nối với thế giới đau khổ này, hay ngay cả với địa ngục. Để nếu cần thiết, vị minh sư từ cảnh giới thứ năm sẽ xuống để giúp đỡ chúng sinh. Đó là vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni luôn luôn nhắc chúng ta rằng phải vượt qua tam giới. Tam giới chỉ được tạo ra tạm thời bởi vì ma vương, hoặc do công đức của những người có thể ở và hưởng thụ những thiên đàng như thế trong tam giới. Nhưng tam giới sẽ bị hủy diệt vào một ngày nào đó, cho nên tam giới không vĩnh cửu. Chỉ có cảnh giới thứ tư và cảnh giới thứ năm là chúng ta có thể nương tựa vào. Khi ở cảnh giới thứ tư, chúng ta đã là thánh nhân rồi. Ở cảnh giới thứ tư, chúng ta cảm giác hình sự nói chuyện khác biệt, và chúng ta cảm thấy thông cảm với những người khác rất nhiều, giống như đó là chúng sinh bị đau khổ vậy. Rồi chúng ta sẽ thấy mình thánh thiện và không bao giờ phải tái sinh trở lại, giống như những người chưa được thọ tâm ấn vào pháp môn Quán Âm với tôi. Hầu hết mọi người dù tu hành đủ loại khổ hạnh, ngay cả không ăn uống, nhưng suốt đời họ khó có thể lên được cảnh giới thứ tư. Họ khó có thể nghe được âm nhạc thiên đàng và khó có thể thấy được ánh sáng thiên đàng, ngoại trừ người này hoặc người kia có cơ hội thoáng nhìn thấy một vị minh sư thật sự khai ngộ ở đâu đó. Mà tối thiểu đó là vị minh sư của cảnh giới thứ năm, thì thế nào đó, một cách thần kỳ, họ sẽ được minh sư của cảnh giới thứ năm đưa lên đến cảnh giới thứ tư. Bằng không thì họ chỉ đạt tới đẳng cấp thứ ba, đẳng cấp của tâm linh dưới sự kiểm soát của ảo tưởng của ma vương. Cảnh giới thứ tư thật ra là một vùng ranh giới bảo vệ giữa tam giới và cảnh giới thứ năm. Thiên đàng gọi cảnh giới thứ năm là danh hiệu thật, The True Name, hoặc Thượng Đế thật, The True God. Thiên đàng gọi vị giáo chủ của cảnh giới thứ năm là Thiên Thượng Đế thật. Khi đến thế giới này, vị minh sư của cảnh giới thứ năm đã thỏa hiệp với ba thế giới thấp hơn, ngay cả với địa ngục, rằng ngài chấp nhận bao nhiêu đau khổ và bao nhiêu linh hồn mà ngài có thể tiếp nhận, tùy theo lực lượng mạnh hay không đủ mạnh của ngài. Bởi vì những chúng sinh được sinh ra và tái sinh trong ba thế giới thấp hơn này nợ ma vương rất nhiều. Họ nợ ma vương quần áo họ mặc, thức ăn họ tiêu thụ. Cho dù trả tiền thì họ vẫn cần thần thông của các thế giới đẳng cấp thấp để có thức ăn. Bất cứ gì trên thế giới này cũng cần phải trả nợ cho tam giới. Đẳng cấp tâm linh của họ càng thấp thì họ nợ ma vương càng nhiều, bởi vì họ có ít công đức và quá nhiều nghiệp chướng. Khi một vị minh sư đi xuống để đem các chúng sinh trong tam giới lên đến cảnh giới thứ năm, đó là cảnh giới mà chúng ta gọi là Satpurus. Satpurus có nghĩa là miền của Thượng Đế. Ba vị giáo chủ của cảnh giới thấp hơn đã đồng ý thỏa thuận với vị minh sư từ cảnh giới thứ năm. Cho nên bất cứ ai biết vị minh sư và trì niệm hồng danh của các ngài, thì các ngài sẽ cho phép người đó đi qua, dĩ nhiên với điều kiện là nếu công đức của họ đủ để được đi qua. Bằng không, họ chỉ cần trì niệm hồng danh của các ngài thì cũng sẽ hữu ích, hoặc ít ra cấp dưới của các ngài sẽ không làm hại hoặc tìm cách kéo chúng ta xuống. Cấp dưới của các ngài có thể vẫn cố kéo chúng ta xuống, nhưng họ vẫn sẽ cho phép chúng ta
dùng công đức của mình nếu chúng ta có để được đi qua. Họ vẫn cho phép lực lượng minh sư giúp đỡ quý vị. Đó là vì sao khi vị minh sư cho quý vị biết năm hồng danh này, Ngài đã nạp vào năm hồng danh đó với năng lượng và lực lượng công đức của Ngài. Không phải như ai cũng có thể trì niệm hoặc biết năm hồng danh, tất cả đều vô dụng. Bởi vì ma vương kiểm soát tam giới này và không muốn linh hồn trốn thoát. Ngoại trừ những linh hồn này biết minh sư, và minh sư đã trao quyền lực lượng cho họ, thậm chí bằng một ánh nhìn, thì người đó đã được vị minh sư bảo đảm giải thoát và đưa lên thiên đàng tối thiểu cho một người. Nếu như họ không phạm tội tày trời từ lúc đó trở đi. Nhưng các quý đồng tu ở pháp môn Quán Âm cũng có thể đưa thân nhân và bạn hữu của họ đi lên thiên đàng, miễn là những người đó không phạm tội tày trời, giống như là thân mẫu của Đức Mục Kiền Liên. Cảnh giới thứ năm, trong vẫn giống như bên trong thế giới bóng, nhưng không thuộc về thế giới bóng. Cảnh giới thứ năm không thuộc về vũ trụ nguyên thủy. Cảnh giới thứ năm được tim cô tu tạo ra bên ngoài thế giới bóng. Và quý vị là những đồng tu của pháp môn Quán Âm sẽ được giải thoát vĩnh viễn, và không ai có thể với tới quý vị ở cảnh giới thứ năm. Ngài Satpurus là thượng đế tối cao ở cảnh giới thứ năm. Satpurus là đấng cai quản toàn cõi vũ trụ thứ năm. Satpurus bổ nhiệm bất kỳ vị minh sư nào đi xuống thế giới thấp hơn để giúp đỡ các chúng sinh khác. Nếu như vị minh sư này có nhân duyên với con người, cảnh giới thứ tư cũng được tạo ra ở mức độ thấp hơn cho những ai chưa sẵn sàng để có thể sống ở cảnh giới thứ năm, thì có thể ở tạm nơi đó một thời gian, hoặc thậm chí ở đó mãi mãi, bởi vì không ai khác có thể động tới họ. Ở cảnh giới thứ tư, các chúng sinh ở cảnh giới thứ tư rất sung sướng và hạnh phúc mãi mãi như vậy. Họ có ánh sáng luôn luôn bao quanh họ. Nhưng ánh sáng của tất cả các chúng sinh ở cảnh giới thứ tư làm cho thế giới đó sáng rực rỡ và chói chang như mặt trời và tràn đầy phúc lạc. Vị giáo chủ với hồng danh mà tôi đã nói cho quý vị trong lúc truyền tâm ấn cũng được tim cô tu bổ nhiệm là đấng chăm sóc cho cảnh giới thứ tư. Ngài có rất nhiều tùy tùng và có rất nhiều cấp dưới để giúp đỡ Ngài, giống như Ngài Satpurus của cảnh giới thứ năm. Cho nên quý vị đừng lo lắng rằng sư phụ đi lên vũ trụ nguyên thủy và để quý vị ở lại một mình nhé. Sư phụ cũng có mặt ở cảnh giới thứ năm để làm việc với các thánh nhân khác, để giúp đỡ và làm quý vị hạnh phúc ở đó, để cho mượn năng lượng và giữ gìn thế giới đó mãi mãi. Cảnh giới A-di-đà cũng đã được Đức Phật A-di-đà tạo ra với công đức tâm linh của chính Ngài. Thế nên nếu bất kỳ ai trong chúng ta tu hành rất tinh tấn đời đời kiếp kiếp, rồi nguyện ban phát công đức cho chúng sinh và có đủ lực lượng thành tâm và công đức tâm linh, thì chúng ta cũng có thể tạo ra một thế giới giống như cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Cảnh giới thứ tư đầy những nơi giống như cảnh giới của Đức Phật A-di-đà. Cảnh giới thứ tư là nơi trú ngụ tâm linh được tạo ra để dành cho bất cứ chúng sinh nào có đủ công đức để đi đến đó và ở lại. Cho nên cảnh giới thứ tư và cảnh giới thứ năm là nơi đáng được nương nhờ, chứ không phải cảnh giới thứ ba, thứ hai, cảnh giới Atula và thấp nhất trong tất cả, đó là cảnh giới của con người, và dĩ nhiên cảnh giới địa ngục, thì chúng ta quên đi nhé. Nếu quý vị đi xuống địa ngục thì hôm đó địa ngục sẽ trống trơn và tất cả các linh hồn sẽ được giải thoát và có lẽ trở thành người hoặc loài vật gì đó. Cho nên lực lượng công đức tâm linh của quý vị có thể giúp đỡ mọi nơi, mà không chỉ giúp đỡ ở thế giới này mà thôi.
giúp đỡ vật chất chỉ là những chuyện nhỏ, dĩ nhiên là chúng ta phải giúp đỡ mọi người, nhưng trợ giúp tâm linh là tối hậu. Trợ giúp tâm linh là sự giúp đỡ cao thượng mà chúng ta có thể cho bất cứ chúng sinh nào trong bất cứ thế giới nào. Đức Mục Kiền Liên không phải là đệ tử bình thường mà là một trong những đại đệ tử có thần thông quảng đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Với tất cả các quyền phép thuật của Đức Mục Kiền Liên nhưng cũng không thể cứu được mẹ của mình. Lý do là vì mẹ của Đức Mục Kiền Liên đã phạm vào tội vô gián, là một trong những trọng tội nghiêm trọng nhất mà con người mắc phải, ngay cả khi họ là người vô thần. Cho dù con em của quý vị là minh sư hoặc quý vị là đệ tử của các vị minh sư quyền năng nhất như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc Chúa Giêsu Kitô, quý vị vẫn không thể tránh khỏi hậu quả do hành động của mình gây ra. Khi có một hành động xấu xảy ra thì tất nhiên nó phải có phản hồi lại và quả báo. Mẹ của Đức Mục Kiền Liên đã vu khống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và phỉ báng các đệ tử thuần khiết của Ngài. Tất cả các đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni vào thời điểm đó đều là A-La-Hán, Thánh Nhân, Bồ-Tát Vĩ Đại. Và họ không phải làm gì sai với mẹ của Đức Mục Kiền Liên, họ vô tội. Nhưng bà vẫn vu khống họ trước những người khác để làm cho không ai tin vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa. Mẹ của Đức Mục Kiền Liên phỉ báng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tăng đoàn của Ngài cũng như phương hại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dưới bất cứ hình thức nào. Gây phương hại không nhất thiết là dùng dao hay đồ vật gì mới gây phương hại. Tổn hại danh dự cũng là phương hại, khiến người khác bị lăng mạ hoặc khiến thánh nhân bị phỉ báng phiền nhiễu dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phỉ báng bất kỳ vị Phật tại thế nào, quý vị sẽ phải đi xuống những nơi gọi là địa ngục vô gián, nghĩa là quý vị sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi nơi đó và quý vị sẽ không bao giờ được tha thứ. Cho dù có bao nhiêu minh sư đến và đi, tất cả mọi người, thậm chí là đệ tử hay không phải là đệ tử của vị minh sư tại thế, bất cứ ai vu khống Đức Phật minh sư tại thế đều chắc chắn sẽ phải đi xuống địa ngục, cho dù vị minh sư tại thế có muốn điều đó hay không. Cho nên đừng nghĩ rằng nếu quý vị được thọ tâm ấn rồi, bất kỳ vị minh sư nào là quý vị có thể nói và làm bất cứ gì quý vị muốn, hoặc thậm chí chống lại minh sư và minh sư sẽ cứu quý vị. Có lẽ minh sư sẽ cứu quý vị, nhưng điều đó rất nguy hiểm. Quý vị phải tuân thủ các quy tắc và luật lệ trong thế giới ảo tưởng này. Quý vị đọc bất cứ kinh điển nào, kinh Cơ Đốc giáo, kinh Vệ Đà, kinh Phật giáo, kinh Quran, kinh Sích Lăng Sa Bích, đều nói cùng một thứ. Chỉ có một con đường đi đến khai ngộ, đó là con đường chính đáng. Chỉ có một cách sống, đó là cách sống đạo đức. Chỉ có một cách để làm mình, đó là sự sống cao thượng. Chúng ta không thể là thú Phật và thành Phật cùng một lúc. Mặc dù thú Phật có Phật tính, nhưng Phật tính của chúng đang ngủ. Thành ra nếu chúng ta muốn lên đẳng cấp cao hơn, chúng ta phải cắt xén một tí. Ngay cả sỏi đá cũng có Phật tánh. Chúng ta đều nghe thấy rằng mọi vật đều từ Thượng Đế mà ra, không có vật nào không từ Thượng Đế. Chúng ta đều biết thế. Bây giờ được làm người, chúng ta có cơ hội leo lên một đẳng cấp cao hơn, vậy thôi. Lý do chúng ta không sử dụng quyền tự do lựa chọn để làm bất cứ điều gì tuyệt đối theo ý muốn của chúng ta là vì làm như vậy chúng ta sẽ ở lại đây trong cảnh giới thấp hơn, nửa phần dưới của thang cấp, còn nửa kia của Thượng Đế chúng ta không thể biết tới. Chúng ta ở đây vì chúng ta không tiếp tục làm những gì mình muốn, như là
làm tội nhân hút ma túy, uống rượu, ăn thịt, phiên hại người khác, nói dối, vân vân. Quý vị thích làm gì, quý vị có thể làm được, bởi vì chúng ta có sự lựa chọn. Nhưng đó là nửa phần dưới của tâm thức Thượng Đế. Chúng ta đã ở đây rồi, biết nó rồi, có kinh nghiệm với nó rồi, chúng ta không muốn nó nữa. Chúng ta muốn cái gì đó cao thượng, vì thế chúng ta phải bỏ lối sống thấp hơn, vậy thôi. Chứ không phải sống đường lối thấp hơn là không phải Thượng Đế. Quý vị là Thượng Đế bằng mọi cách. Tất cả chúng ta là Thượng Đế, ngay cả loài vật cũng là Thượng Đế. Cây cối cũng là Thượng Đế tạo ra, là một phần của Thượng Đế. Chúng ta còn hơn vậy nữa, hơn cả một phần của Thượng Đế, nhưng chúng ta đã chìm xuống đẳng cấp, cảnh giới thấp hơn. Cho nên nếu muốn biết trọn vẹn bản ngã, toàn thể, toàn bộ Thượng Đế, chúng ta phải biết nửa phần kia. Không phải làm được mọi thứ là chúng ta sẽ trở thành Thượng Đế hoàn toàn. Không, không. Từ trước tới giờ chúng ta đã làm đủ thứ chuyện không nên làm, và chúng ta chỉ biết nửa phần dưới của tạo hóa. Vì thế chúng ta khổ, vì thế chúng ta không thể suy nghĩ sáng suốt, vì thế chúng ta không biết làm thế nào là tốt nhất. Vì thế đời sống chúng ta hỗn loạn, khổ sở, và thế giới như ngày nay đau khổ, chiến tranh, sợ sệt và thiếu đủ thứ, ngay cả tiện nghi vật chất. Chúng ta không cần làm như vậy nữa. Nếu muốn biết trọn vẹn con người của chính mình, trọn vẹn Thượng Đế, toàn thể Thượng Đế và nguyên cả Thượng Đế, thì chúng ta phải học biết nửa phần kia, nửa phần cao hơn. Vì lý do đó, chúng ta không nên phạm đủ mọi cái gọi là hành động thấp kém của đời sống vật chất, và nên bỏ ăn thịt, cho vào người những chất độc mà làm đần độn đầu óc và mờ mắt chúng ta, như rượu, thuốc phiện, thuốc lá và tất cả những độc dược này. Không phải là quý vị không được làm những gì mình muốn. Không phải tôi nghiêm khắc hoặc Thượng Đế nghiêm khắc nói là ngươi phải ăn chay, nếu không sẽ đi địa ngục. Không phải như vậy, đó hoàn toàn là sự tự do lựa chọn của chúng ta. Rằng bây giờ chúng ta muốn biết trọn vẹn Thượng Đế, từ ngày thọ tâm ấn, chúng ta đã nguyện làm người cao thượng hơn. Đó hoàn toàn là sự tự do lựa chọn của chúng ta. Cho nên đôi khi chúng ta nghĩ lầm, nghĩ rằng, ôi Thượng Đế ơi, nếu con là Thượng Đế, Ngài là Thượng Đế, mọi người là Thượng Đế, thì chúng ta có sự tự do muốn làm gì thì làm, đúng không? Dầu sao mọi vật đều là Thượng Đế, đâu có thành vấn đề. Tại sao lại phải ăn chay, phải giữ giới? Sao phải làm cái này, cái kia, cao thượng hơn để làm gì? Mọi thứ là Thượng Đế mà. Nhưng chúng ta chưa biết mọi thứ. Chúng ta chỉ biết rằng đẳng cấp dưới của đời sống vật chất mà thôi, biểu lộ của Thượng Đế về phương diện vật chất. Vì thế chúng ta phải biết phần nửa kia để được là Thượng Đế một cách trọn vẹn, đồng thể với Thượng Đế. Không phải quý vị bị cấm cản mọi thứ, nhưng quý vị tự do chọn lựa như vậy. Nếu không hiểu điều này, chúng ta sẽ bị lẫn lộn và hoang mang. Cả tinh cầu này có rất nhiều giáo lý, ở trình độ Atula còn nhiều hơn nữa, ở trình độ cao hơn cũng có những giáo lý khác. Và nếu quý vị đi gặp những thiên nhân và những chúng sinh trên thiên đàng, họ sẽ dạy những cái khác. Thành ra chúng ta phải biết điều căn bản, tại sao muốn khai ngộ, tại sao phải cao thượng hơn, phải như Thượng Đế hơn. Bởi vì phần nửa kia của Thượng Đế ở cảnh giới cao hơn, cao thượng hơn, nhiều trí huệ hơn. Nó là một nửa mà chúng ta đang thiếu. Chúng ta phải đạt được phần nửa kia để trở thành trọn vẹn, toàn thể, là cái mà chúng ta thật sự. Đó là mục đích của sự khai ngộ, của một đời sống điều độ vừa phải, khiêm tốn, cao thượng, đi con đường đẹp, con đường huy hoàng và con đường của chân lý. Không phải ăn thịt là chúng ta không phải là Thượng Đế. Không phải Thượng Đế muốn làm gì thì làm.
Phải, Thượng Đế làm được, nhưng chúng ta mới chỉ là một nửa của Thượng Đế. Chúng ta là Thượng Đế, nhưng chúng ta chỉ có một nửa. Vì thế chúng ta là một nửa Thượng Đế, cho nên khi nào chúng ta hoàn toàn biết nửa kia, lúc đó chúng ta sẽ trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế. Thật tình mà nói, nó có xảy ra. Về phần tôi, phải mất rất nhiều ý lực mới giữ được quý vị, chứ không phải chỉ có ý chí của quý vị mà thôi. Bởi vì những gì quý vị làm đều ảnh hưởng tới tôi. Nếu như có người muốn quý vị và họ cầu nguyện tôi là tôi gặp rắc rối. Lúc nào tôi cũng bị rắc rối. Những vấn đề trong gia đình thì sao? Người chồng muốn xuất gia theo tôi, vợ ở nhà cô đơn cầu nguyện tôi. Không bao lâu người chồng và tôi cãi nhau, thế là ổng dọn đi. Đi đâu khác ngoài về nhà. Thế là họ sung sướng gặp nhau. Trong khi đó chỉ trích tôi. Ồ, sư phụ không như ta tưởng. Bà nói giận đuổi tôi đi. Bà nóng giận, bà vô lý, vân vân và vân vân. Trời ơi, bà làm tôi thất vọng quá. Có người không những bỏ tôi đi mà sau đó lại có ảo tưởng xấu về tôi, thái độ của tôi, ý nghĩ không tốt về cách tôi đuổi họ về. Tôi phải đuổi họ đi. Nếu luôn luôn nói ngọt ngào, họ sẽ không về. Có một cặp vợ chồng, một người rất thích hợp với tôi, nhưng người kia lại cầu cho người này về. Cho nên hai chúng tôi cãi nhau, tôi phải đuổi ông ta đi. Bây giờ ông vẫn chưa tha thứ cho tôi vì ông bị chạm tự ái. Tôi phải đuổi ông đi làm cho ông đau lòng kinh khủng, như vậy mới chịu bỏ tôi. Còn không, không bao giờ ông ta bỏ tôi. Vì ổng thương tôi rất nhiều, thích ở chung quanh tôi, điều đó tôi hiểu. Nhưng còn người vợ thì sao? Bà ta thích chồng bà ta hơn tôi, tốt. Tôi hiểu điều đó. Vậy thì ổng phải về. Nên một trong hai người phải là kẻ xấu và luôn luôn là tôi. Sao ổng có thể là người xấu được? Ổng là đệ tử, rất thành tâm muốn theo tôi, là không một cái gì là có thể xoay lòng ông được. Nhưng cả hai đều là đệ tử của tôi, mỗi người cầu một việc khác. Đôi khi tôi không thể chọn, làm minh sư khó lắm, quý vị biết không? Cũng có khi tôi khóc vì phải làm những việc tôi không muốn. Nếu người chồng thương tôi hơn bà vợ, nếu người vợ thương tôi hơn ông chồng, thì bà lại đến với tôi. Ổng đến với tôi, nhưng người chồng muốn người vợ hơn thầy. Tôi nói, vậy thì cả hai người tới, cả hai vừa được chồng vừa được tôi. Không, con thích đời sống gia đình hơn. Bà chọn như vậy, nhưng sự lựa chọn đó gây khó cho tôi, thế mới khổ. Cho nên hãy suy nghĩ lại, nghĩ 200 lần trước khi theo tôi. Ý nói theo sát cánh, làm thường trú thôi. Với những buổi nói chuyện về đạo và những lời thề, cẩn thận giùm tôi. Tôi thương tất cả quý vị, tôi mong được xây một ngôi nhà lớn, ngôi làng để quý vị có thể đến bất cứ lúc nào làm khách của tôi, tự nhiên như ở nhà. Đáng lẽ làm như vậy hơn là bất cứ chuyện gì, nhưng điều đó không thực hiện được trong thế giới này. Quý vị bị quá nhiều ràng buộc, quá nhiều nghiệp chướng và lực ma vương rất mạnh. Đừng luôn nghĩ đồng tu bên cạnh quý vị là Phật. Họ cũng bị ma vương sử dụng bởi lực lượng đen tối để kéo quý vị xuống, kéo quý vị ra ngoài, thử lòng quý vị, gây rắc rối cho quý vị, khiến quý vị phải phấn đấu tạo khó khăn cho tôi. Ma vương không thể trực tiếp gây rắc rối cho tôi, nên nó gây rắc rối cho quý vị, thế là quý vị làm tôi rắc rối. Cho nên đừng có ảo tưởng về chuyện theo thầy làm đệ tử, người cao nhất hay cao nhì, cứ ở tại chỗ quý vị đang ở và hết sức làm việc. Tôi có thể dùng được tất cả quý vị, nhưng chúng ta đi đâu? Ở chỗ nào đây? Chúng ta phải làm sao đối với những bà vợ, ông chồng,
con cái, gia đình, anh em và bạn bè. Ngay cả anh em bạn bè cũng gây rắc rối. Có người đi theo tôi, rồi họ hàng người đó bán tôi vì họ nổi giận. Người đó không theo tôi làm thường trú, chỉ tới ăn chay, ngồi thiền và thậm chí tính tình còn khá hơn. Không bao giờ tôi dạy quý vị điều gì không tốt cho quý vị hay gia đình quý vị, có không? Không bao giờ. Tất cả đều tốt cho quý vị, cho họ, nhưng họ không thích như vậy. Họ không thích quý vị thương ai khác ngoài họ. Đúng vậy, họ không thích quý vị thương tôi. Tại sao? Bà đâu có liên hệ gì với anh, bà cũng đâu có máu mủ gì. Sao anh lại nghe lời bà mà không nghe lời tôi? Dù bà nói đúng, còn tôi nói sai, nghe lời của bà là sai rồi, anh phải nghe lời tôi, chẳng hạn vậy. Người trong gia đình sẽ ra lệnh. Tại sao? Hồi trước lúc nào anh cũng nghe lời tôi nói mà, bây giờ anh thay đổi. Không thể được, anh phải luôn luôn nghe lời tôi, dù tôi nói sai đi. Đó là bản tính con người, rồi họ lại ra ngoài bán tôi cho những tờ báo. Báo chí không phải lúc nào cũng có lỗi, họ nghe đủ thứ tin đồn nhảm nhí, rồi đăng tải những gì họ biết. Đối với tôi, đã sống qua những chuyện này rồi, không có sao. Nhưng nhân tiện thì nói để quý vị suy ngẫm thêm về điều mà quý vị muốn làm. Không phải dễ dàng như chúng ta tưởng đâu, chuyện không giản dị như vậy. Có thể chỉ giản dị và đơn thuần vào lúc đó thôi, hoặc trong vài ngày, vài tuần lễ, rồi sau đó sẽ thành khác. Cho nên quý vị nào muốn đi theo thì hãy xin suy nghĩ kỹ. Đừng bận tâm, đừng hấp tấp, nơi quý vị đang ở là được rồi. Tôi đã nói hồi nãy, quý vị phải làm một ngôi làng nơi mình sinh sống. Nếu không lôi cuốn được người khác thì là một ngôi làng cho một mình quý vị. Quý vị là trưởng làng, là người dân, là đủ thứ. Quý vị chỉ huy thế giới của mình, đúng vậy. Đây cũng là một ngôi làng. Quý vị sống với Minh Sư, với Thượng Đế, ba người chúng ta, như vậy cũng đủ đông cho ngôi làng rồi. Lãng mạn đôi khi là một sự thiêng liêng rất cao quý, nên thơ trong không gian phát ra từ trái tim của chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy dạt dào tình thương rất thanh tịnh, hiền hòa, dịu dàng và cảm thấy vô cùng dễ chịu về mọi người, mọi vật chung quanh, chúng ta bước đi chậm rãi, nói năng nhẹ nhàng, ý nghĩ rất thanh tao và nên thơ. Tôi gọi đó là bầu không khí lãng mạn, và hôm nay chúng ta đang ở trong bầu không khí đó. Tôi nghĩ thời buổi văn minh ngày nay chúng ta có nhiều lợi điểm. Như tôi đã nói hôm qua, chúng ta có máy bay, có máy móc điện tử tối tân để có thể liên lạc với nhau. Chúng ta có truyền hình, có đủ loại tiện nghi để có thể đến đây một thời gian ngắn, sống với nhau và hưởng thụ tất cả những tiện nghi này. Nếu như không được cùng với nhau, thì sau này chúng ta vẫn có thể ngồi nhà, thưởng thức những hình ảnh trong dịp này qua băng thâu hình, truyền hình, những bản nhạc cũng như qua những hệ thống thâu nhận riêng trong não bộ của chúng ta. Tuy nhiên, thời đại mới vì những phát triển cao đẳng của kỹ thuật dầu sao cũng đã phá hủy không nhiều thì ít bầu không khí lãng mạn của thời xưa, như cách phục sức, đi đứng, cách chúng ta nói chuyện với nhau, cách chúng ta suy nghĩ, viết lách và biểu lộ tư tưởng bên trong. Nó không còn nhiều nét thơ mộng, thảnh thơi, lãng mạn như xưa. Đó là điều mà đôi khi chúng ta bị thiếu sót. Đó là điều mà rất nhiều lần tôi nuối tiếc. Và trong những dịp như vậy, chúng ta mang nó trở lại. Tôi không biết có phải vì chúng ta đã làm mất bản tính thơ mộng của chúng ta, tính lãng mạn, nét đẹp bên trong sẵn có của chúng ta, hay đã gây ra chuyện gì đó để ngày nay hầu hết thời giờ là chúng ta nghĩ tới tiền bạc nhiều hơn. Chúng ta nghĩ đến những tiện nghi vật chất nhiều hơn là chăm sóc cho vẻ đẹp bên trong. Ngay cả hình dáng bên ngoài biểu tượng cho cái đẹp bên trong cũng không.
chẳng hạn như quần áo đẹp, đi đứng đàng hoàng chững chạc, nói năng thùy mị ngọt ngào. Đời này ngay như chúng ta nói dịu dàng cũng rất khó, dù có muốn đi nữa, vì những người khác đều nói chuyện cộc cằn, nói lẹ, nói to. Không biết quý vị thấy thế nào, chứ tôi đôi khi cảm thấy rất lạc lõng với thế giới này. Không phải đôi khi mà rất nhiều lần như vậy, nhất là khi tôi đang ở trong một trạng thái mơ mộng, lãng mạn, nhưng lại phải đương đầu với những người không có nhiều phong thái mơ mộng hoặc không biết mơ mộng là gì, nên tôi cảm thấy lẻ loi hoặc mất đi một cái gì đó mà mình không nhận ra, chỉ buồn bã cảm thấy mình như đang ở ngoài thế giới này, sinh lầm thế giới. Chắc quý vị đôi khi cũng cảm thấy như vậy, có không? Như vậy tại sao tất cả chúng ta không cố gắng giữ lại, không những trong lúc tọa thiền mà còn sau đó, trước đó và luôn luôn như vậy mỗi khi tiếp xúc với người khác? Tôi biết là khó, ngay cả tôi cũng vậy. Quý vị biết, tôi làm thơ, mặc dù hồi xưa khi trẻ tuổi hơn, có lẽ thơ của tôi không được chảy chuốt hoàn hảo như bây giờ tôi muốn. Hồi đó tôi không hiểu biết nhiều như bây giờ, nhưng trong tâm tôi vẫn là một thi sĩ, và tôi muốn những vần thơ trong giấc mộng, một tình cảm lãng mạn. Nhưng nhiều lúc phải đối diện với hoàn cảnh khiến lực lượng bên trong đi mất, vì tôi không chịu được thực tế thô kệch, lỗ mãn bên ngoài. Tôi phải nói như người khác nói, phải hành động như người khác hành động. Rồi sau đó ngồi xuống, trong lòng mình cảm thấy thanh vắng và buồn bã, như vừa mới mất mát một phần của chính mình. Cảm thấy đáng lẽ mình không nên làm những gì mà mình đã làm, nói những gì mà mình đã nói, vì đó không phải là tôi, không phải là điều tôi muốn tôi làm, không phải là việc làm tôi thích. Nhưng có lẽ dễ dàng cho quý vị hơn. Một người không nổi tiếng lắm, nếu muốn lấy lại bản tính lãng mạn, mềm mỏng, nhẹ nhàng, ngọt ngào đó của quý vị và cố gắng giữ nó. Bất luận người khác có thích chúng ta hay không, chúng ta cũng phải thích chúng ta. Điều đó rất quan trọng, nếu không quý vị sẽ khổ suốt đời và luôn luôn trong tư thế phòng thủ. Chuyện gì cũng có thể làm thương tổn quý vị được. Dù người khác có ý tốt, quý vị vẫn hiểu lầm và tự mình làm mình đau khổ, rồi tự ti mặc cảm. Như vậy không tốt. Kể từ hôm nay, chúng ta hãy đại biểu cho chính mình đường lối mà chúng ta muốn, bất cứ lúc nào làm được. Đừng để những thói quen của thế giới này kéo chúng ta vào bầu không khí khác, lỗ mãn, thô thiển, khiến mình cảm thấy khó chịu, bị tù túng, ngột ngạt, khó thở, rất lạc lõng và thường hay buồn bã. Dĩ nhiên nhiều lúc tiện lợi hơn nếu chúng ta cứ chạy lung tung, nói chuyện cẩu thả, vô ý thức. Nhưng mỗi khi có dịp chúng ta trở về với phần dịu dàng, lãng mạn kia, như chúng ta đang có ngày hôm nay, thì bầu không khí thơ mộng tốt lắm. Quý vị có thấy như vậy không? Cảm thấy rất dễ chịu. Vì thế nên người ta yêu nhau, bởi vì khi yêu người ta nói chuyện nhẹ nhàng, cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta cũng có thể tự tạo cho mình hàng ngày như vậy, tạo bầu không khí thơ mộng như vậy và mang nó vào trong túi. Khi người khác gặp quý vị giống như họ gặp một đóa hoa, như nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy mặt trăng, và có thể họ cũng sẽ được ảnh hưởng lây bầu không khí thơ mộng đó. Nhưng đôi khi chúng ta cũng có thể thử để có một sự đổi thay, để tránh được cảm giác xô đẩy, phiền phức xảy ra hàng ngày, ra khỏi bầu không khí thô lỗ của trần gian và trở lại chính mình lần nữa. Điều đó cũng tốt chứ. Cho nên kỳ sau nếu có đi thiền tam, thiền tứ, hoặc thỉnh thoảng nếu có thể tới gặp tôi, quý vị có thể mặc quần áo đẹp, ý nói là mang theo một bộ, ít nhất là như vậy, mang theo một bộ không mất mát gì, không cần phải đắt tiền hay màu mè, trắng cũng được, hay bất cứ màu nào mình thích,
Khi mặc vào, quý vị sẽ cảm thấy mềm mại, nhẹ nhàng, lãng mạn, rất là nên thơ, giống như một nàng tiên, một thiên thần, giống như đang ở trong cảnh giới thiên đàng vậy. Điều đó rất tốt. Việc tọa thiền 2.5 tiếng mà quý vị đầu tư mỗi ngày sẽ công hiệu rất lâu, hàng nghìn năm. Bởi vì giờ phút bước vào thời gian vô tận trong lúc tọa thiền, thời giờ đứng lại không phải chỉ có 2.5 tiếng mà hàng ngàn năm, hàng niên kỷ, những phát triển tiến hóa, quý vị đi vào thời gian và không gian khác. Nhờ vậy quý vị được sạc điện, khôi phục, trở về là một con người mới. Thành ra quý vị không phải trở lại kiếp sau hoài để được đổi mới hoặc được làm chính mình. Bởi vì mọi người chúng sinh ra đời mục đích là học để biết về chính mình, có vậy thôi. Nếu không học kiếp này thì phải học kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa. Cho nên nếu bây giờ có thời giờ mỗi ngày 2.5 tiếng chúng ta làm như vậy, có nghĩa là chúng ta đã và sẽ làm cho hàng triệu năm. Mỗi 2.5 tiếng đồng hồ bỏ ra như vậy, đừng có nghĩ chỉ có 2.5 tiếng thôi và đừng nghĩ như vậy là nhiều quá. Mỗi phút quý vị bỏ ra tượng trưng cho một kiếp, bởi vì trong thời gian vô tận này không có cái gì là 2.5 hay 1 phút, nó luôn luôn là vĩnh cửu. Chúng ta tính thời gian chỉ vì bị mắc kẹt vào trong thời gian, lúc đó chúng ta thấy nó là thời gian. Một khi chúng ta ra khỏi thời gian rồi thì không có thời gian nữa. Cho nên thời gian tọa thiền rất quý báu, đó là hàng trăm niên kỷ tiến hóa ép lại với nhau, cũng giống như miếng chip nhỏ xíu ở trong máy điện toán. Chỉ một miếng nhỏ tí như vậy mà chứa hàng ngàn, đôi khi hàng triệu tin tức. Cho nên không phải kích thước to nhỏ, không phải thời gian, không phải con số mà chúng ta quen thuộc. Thời gian tọa thiền là thời gian khác hẳn, không gian khác hẳn. Thành ra càng đi vào khoảng trống vô thời gian, vô không gian này thì càng tốt cho quý vị. Càng biết chính mình, quý vị càng tự do. Việc tọa thiền 2.5 tiếng mà quý vị đầu tư mỗi ngày sẽ công hiệu rất lâu, hàng nghìn năm. Bởi vì giờ phút bước vào thời gian vô tận trong lúc tọa thiền, thời gian dừng lại không phải chỉ có 2.5 hàng ngàn năm mà hàng triệu thiên niên kỷ phải tiến hóa. Quý vị về nhà nói với mọi người rằng đừng ngồi đó cầu sư phụ đến chỗ quý vị ở hay quốc gia quý vị, bởi vì làm như vậy rất là khủng khiếp đối với tôi. Cứ để tự nhiên, quý vị đến gặp tôi được rồi, như vậy rất tốt. Nhưng mỗi khi tôi đi ngang qua, đừng nói rằng ồ, sư phụ ơi về Âu Lạc, sư phụ ơi đi Trung Hoa, sư phụ ơi đi Hồng Kông, sư phụ ơi đi Thái Lan, vân vân và vân vân. Trong nước Thái Lan có những tỉnh khác nhau, thậm chí đến Thái Lan rồi họ cũng còn nói sư phụ ơi đến Chiang Mai, sư phụ ơi đi Bangkok, sư phụ ơi đi Pattaya, sư phụ ơi đi đâu đó, vân vân. Họ chỉ đòi những việc không thể nào làm được. Họ chỉ nói mà không cần biết tôi cảm thấy thế nào, tôi phải làm sao hay không phải làm sao. Tất cả những việc làm đó là lôi kéo tôi ra từng mảnh, chỉ đòi hỏi rồi đòi hỏi, tôi mệt quá. Đôi khi chỉ có 2-3 đệ tử ở chỗ nào đó, họ cũng không đến gặp tôi, nhưng lại ngồi đó đợi chuyện thần kỳ xảy ra. Sư phụ, nếu Ngài tới đây thì con biết Ngài là Phật sống. Con sẽ không bao giờ theo người khác, con thề. Như vậy đó, chuyện đó chỉ là ảo tưởng thôi. Trong thế giới này chúng ta có rất nhiều việc để làm hơn là chỉ gặp nhau. Nếu quý vị muốn gặp tôi thì tới nơi tôi ở. Đừng ngồi đó đòi hỏi. Chỉ vì muốn gặp tôi chứng minh tôi là Phật. Tôi đã chứng minh đủ rồi. Nếu tôi không phải là Phật thì đừng mất công theo tôi. Không ai ép ai cả. Tôi không cần phải chứng tỏ tôi là Phật bằng cách này hay cách khác.
hoặc đến đó để truyền tâm ấn cho quý vị đúng giờ, đúng chỗ, đúng ngày để quý vị biết tôi là chứng minh tôi là Phật. Không phải lúc nào cũng làm như vậy được. Không cần lối chứng minh bên ngoài đó, quý vị có biết ai là Phật không? Biết không? Quý vị là Phật, và nếu không biết thì tôi không thể chứng minh cho quý vị biết. Tôi không thể chứng minh rằng quý vị là Phật. Nếu tôi cố gắng hết sức rồi mà quý vị vẫn không biết thì xin chào, quý vị muốn đi đâu thì đi. Đôi khi thấy kỳ cục, quý vị gây khó khăn cho tôi quá nhiều. Vừa đến ở một nơi nào đó, chưa kịp phát triển hay giúp đỡ gì đã bị người đó lôi kéo đi chỗ khác, đi chỗ này tốt hơn. Sư phụ bỏ hết công lao cho chỗ này, nơi này họ sướng quá, tại sao chỗ của mình không được? Chẳng hạn vậy, rồi tôi phải cố gắng thật nhiều để mua một chỗ nữa ở nơi khác và cố gắng làm giống y như vậy để thỏa mãn những cái bên ngoài từ đầu óc quý vị. Nếu không làm, tôi sẽ sống trong địa ngục. Tôi ngồi chỗ nào đó, muốn sống cũng không ổn và không làm được việc gì cả. Đôi khi quý vị làm việc thiếu suy nghĩ, xin hãy suy nghĩ trước khi nói, trước khi đòi hỏi và trước khi nghĩ tới những điều quý vị muốn nơi tôi. Tốt hơn là nghĩ mình muốn cái gì, mình làm được gì cho chính mình, chứ không phải tôi làm được gì cho quý vị. Bất kể tôi làm được cho quý vị nhiều bao nhiêu đi nữa, cũng vẫn không bao giờ đủ. Quý vị mới là người phải làm, vì quý vị sống với chính mình mỗi ngày. Quý vị biết mình muốn gì mỗi ngày và làm những gì quý vị muốn. Nó dễ trong tầm tay của quý vị hơn, vì quý vị điều khiển số mệnh của mình và đời sống của mình. Không một người nào khác, ngay cả Phật hay Chúa cũng không thể điều khiển cho quý vị. Cho nên hãy đi về mà mang thông điệp này cho những người của quý vị. Bảo họ hãy để tôi im. Tôi sẽ đến khi nào tôi sẵn sàng, có của thiên ý. Đừng lôi kéo tôi xuống, đừng xé tôi ra làm nhiều mảnh. Tôi không thể làm được, không thể sống như thế và phục vụ cho quý vị cùng lúc. Chúng ta chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Tôi đã nói rồi, và về phương diện vật chất, tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó thôi. Về thể xác, tôi đã là một người làm việc lẹ lắm rồi. Tôi làm 3, 4, có khi cả chục việc cùng một lúc. Tôi làm cho hàng trăm người, ý nói là sự cố gắng của một người đôi khi bằng 10 hay 100 người rồi. Vẫn không bao giờ nhanh đủ. Hơn nữa, nhiều khi cái máy này không chạy, hết nước, hết xăng, hết vân vân. Không biết gì hết, chỉ hết thôi. Thấy không? Tối qua mới vui với quý vị một chút mà hôm nay mất giọng, chỉ một tí vậy thôi. Để chơi một chút vậy thôi. Chúng ta có thể chơi thêm nữa. Tại sao mất giọng? Để làm gì chứ? Chúng ta làm bụi bặm quá nhiều, gây ra ho, sổ mũi, ngứa mắt, ngứa cổ này nọ. Tôi hỏi thân thể của mình như vậy. Nhà ngươi gây ra ho làm cho ta, những thứ này để làm gì? Có lợi ích gì cho nhà ngươi hay cho ai không? Không, không có lợi, nhưng thân thể vẫn cứ làm như vậy, vẫn theo phản ứng hóa học của nó. Cho nên tôi không thể nào làm nhiều hơn những gì mà tôi đã làm cho quý vị. Hãy bảo đồng tu, người của quý vị, bạn bè, vợ con của quý vị, bất cứ người nào, hãy tiếp tục đời sống của mình, tọa thiền, tìm vị Phật của mình. Nếu có thì giờ, có cơ hội, có ơn điển Thượng Đế thì chúng ta gặp nhau. Nếu không, cứ làm những gì quý vị làm. Tôi phải làm những gì tôi làm, đừng xé nhau ra chỉ vì lý do không đâu, thật vậy. Quý vị không cần phải gặp tôi, có cần, nhưng lâu lâu gặp tôi một lần là được. Nếu không thì rất tiếc. Tôi vẫn còn sống là quý vị nên sung sướng, là hãy còn có hy vọng rằng tôi sẽ không chết sớm. Giả sử nếu tôi chết thì sao? Ngay cả hy vọng gặp tôi cũng không có. Cho nên hãy hy vọng, chứ đừng đòi hỏi. Hy vọng là khác. Tôi đến theo thời giờ của tôi, khi có thiên ý.
Quý vị có thể tưởng tượng tất cả mọi người từ mọi phương hướng khác nhau, lúc nào cũng cầu một thứ, vậy tôi cảm thấy thế nào? Dù muốn đi nữa, tôi có làm được không? Tôi có hóa thân của tôi lo công việc cho tôi trên khắp thế giới. Nhưng quý vị không muốn gặp hóa thân của tôi tốt hơn tôi nữa, công hiệu hơn. Ngài có thể lo 1 triệu công việc cùng một lúc, đi những nơi khác nhau trong cùng một lúc. Sao quý vị không nói chuyện với Ngài, làm việc với Ngài? Còn tôi với nhục thể này chỉ có thể ở một lúc một nơi và làm một vài công việc, mấy trăm công việc cùng một lúc, không thể làm hơn. Ngay cả căn nhà tôi cũng không có, vì tất cả quý vị đòi hỏi ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu tôi có một chỗ ở vẫn tốt hơn cho quý vị. Quý vị có thể tới gặp tôi mỗi khi quý vị ở đó. Quý vị có thể tới gặp tôi mỗi khi tôi có ở đó. Nhưng tôi không thể nào có nhà. Nếu người nào cũng muốn tôi tới nhà riêng của họ, hoặc là ngay thành phố của họ cùng một lúc hay những nơi khác nhau. Vừa mới xem một cái gì đó cho mọi người tới gặp tôi và muốn ở bao lâu thì ở, gặp cho đã thèm thì người khác lại kéo tôi đi nơi khác. Ở thành phố của chúng con tốt hơn, sư phụ hãy làm một đạo tràng chỗ đó giống y như mày, chỗ của con. Đòi hỏi như vậy là ích kỷ, hiểu không? Bởi vậy mỗi khi tôi xây một cái gì lên thì lại bị phá hủy, tàn phá, làm hư, làm mất đi, vì sự suy nghĩ của quý vị rất mạnh. Nhưng nếu mọi người, kể cả tôi, lúc nào cũng phải chạy lung tung như vậy thì không tốt. Tôi không thể nào gặp hết mọi người cùng một lúc. Nếu có một chỗ ở an toàn, tôi sẽ có thể làm công việc văn phòng cho quý vị, trả lời thư tự của quý vị cùng lúc. Và quý vị cũng có thể đến gặp tôi khi nào được, khi hoàn cảnh cho phép hoặc khi nào muốn. Tôi sẽ luôn luôn ở đó. Như vậy có tốt hơn không? Tôi luôn luôn van xin quý vị đừng đòi hỏi những điều kỳ cục, những điều không thể nào làm được. Nhưng đó là bản tính của con người. Nói quý vị hay, tôi vừa quay lại, sẽ có người khác nói: sư phụ về Âu Lạc đi, chúng ta sẽ mua đất ở đó, chẳng hạn vậy. Giống như họ không hiểu tôi nói gì. Phải nhắc đi nhắc lại, nhưng lúc nào cũng có những người mới đến, rồi lại phải nhắc nữa. Cho nên, hãy giúp tôi với. Quý vị làm công việc này, bảo mọi người hãy ngậm miệng bên trong lại và làm theo thiên ý. Những gì Thượng Đế muốn thì sẽ xảy ra. Đừng luôn luôn muốn những điều khiển vũ trụ. Đừng điều khiển đời tôi, đừng bảo tôi làm công việc bằng cách đòi hỏi những chuyện kỳ cục. Dù có muốn đi nữa, tôi có làm được không? Tôi có thể nào chạy lung tung hoài, gặp tất cả mọi người theo ý họ không? Không thể nào. Bây giờ là thời đại mới, chúng ta nên dùng những phát minh tân thời thì tốt hơn. Chúng ta có máy bay, có đủ loại dụng cụ, băng thu hình này nọ, chúng ta có thể tạm thời thỏa lòng mong muốn.